trái một cờ nha. Ok anh. Bây giờ anh đánh bên phải một cờ nha. Dạ anh. Trong tình huống là golfer khi banh xuống cát và đánh xong thì người cách đi khi điều vụ cho người golfer này là bắt buộc phải cào cát lại theo đúng quy định và trả lại cái mặt bằng hiện trạng gần như là mức ban đầu. Cái công việc cào cát của các bạn cách đi này phải hết sức là cẩn thận và kỹ càng để đảm bảo rằng cái mặt bằng nó phải trả về đúng nguyên trạng như ban đầu, để lỡ nhóm sau mà có rơi vào cái vị trí vừa rồi cào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cú đánh cho người ta tiếp theo. Trường hợp cách đi bắn da đến cờ mà lần thứ nhất thì khả năng là cái máy bắn da không nhận dạng được cờ, thì bạn cách đi phải di chuyển sang bên tay phải cách đó 2 bước chân ở khoảng cách tương tự để bắn da lần thứ hai. Và nếu như lần thứ hai này máy cũng không nhận dạng được cờ thì bạn cách đi sẽ phải quay ra để hỏi khách là anh có cái máy bắn da không để em hỗ trợ bắn da cùng anh. Và trường hợp này golfer không có máy bắn da riêng thì cách đi sẽ căn cứ vô cái cọc bắn da hiện tại, cụ thể là cái vị trí bóng ở đây là ngang với cọc 100 da và lên cờ vàng hôm nay là giữa rin, thì khoảng cách này đúng là 100 da. Vừa rồi đó là cái tình huống xử lý đối với trường hợp là cách đi bắn da không nhận dạng được cờ.